so sánh phim Nhà Bà Nữ và Chị Em phần 2, Trấn Thành thắng là có lý do. Sở hữu dàn cast nổi tiếng, đạo diễn xịn sò cùng với nội dung đầy hứa hẹn, hai phim Việt mùa Tết Nguyên đán năm nay khiến cho phòng vé nóng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, sau khi thưởng thức cả hai tác phẩm Chị Em 2 và Nhà Bà Nữ, tôi phần nào hiểu được lý do vì sao phim của Trấn Thành lại có chiến thắng áp đảo đến như vậy. So sánh về kịch bản, không khó để nhận ra Nhà Bà Nữ là một tác phẩm dễ đi vào lòng người và trọn vẹn hơn nhiều so với Chị Em 2. Trấn Thành cho thấy được sự nhạy cảm với cuộc sống cũng như thấu hiểu khán giả của mình, từ đó tiết chế lại những mảng miếng gây hài, đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Sẽ không ngoa khi ví von Nhà Bà Nữ như một phiên bản bố già của phụ nữ, nhưng nội dung phim gãy gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Tôi thích cách mà Trấn Thành khai thác vấn đề xung đột giữa các thế hệ, giống như đạo diễn đang nói hộ lòng khán giả, khiến ai nấy đều cảm thấy đồng cảm vì thấy bản thân mình trong câu chuyện của Nhi, của Nhuận. Trong khi đó, Chị Em 2 với tôi lại là một kịch bản lê thê dài dòng, kể mãi chưa thấy trọng tâm. Biên kịch dành quá nửa thời gian để kể về hành trình của nhân vật Nhi, Ngọc Trinh trên con đường chinh phục ngôi vị đệ nhất mỹ nhân, để rồi giải quyết vội vàng những mâu thuẫn, nút thắt của bộ phim. Ước chế nhất có lẽ là cái kết Trương Hừng, kém duyên vỏn vẹn 5 phút cuối. Phần kết làm tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng, nên phần kịch bản, phim Trấn Thành thắng 1-0 trước tác phẩm của Vũ Ngọc Đãng. Plot twist của cả hai phim đều không đặc sắc bất ngờ. Với một bộ phim gia đình như Nhà Bà Nữ, thì tôi không trông đợi cao trào phải lật khán giả như bánh tráng. Nhưng rõ ràng, Chị Em 2 rất đáng để kỳ vọng có một cú twist ấn tượng. Về mặt diễn xuất, với Nhà Bà Nữ, từ hệ thống ngôi sao gạo cội cho tới các diễn viên trẻ như Song Luân hay lính mới Uyển Ân đều làm rất tốt. Tôi thích mê nét diễn của Lê Giang, nhất là trong những phân cảnh cô phải gồng mình lên trước những sóng gió của gia đình. Trong khi đó, Chị Em 2 có điểm sáng duy nhất là Minh Hằng. Dù đã rất cố gắng nhưng Ngọc Trinh hoàn toàn lép vế trước độ chín, sắc sảo, tinh tế của đàn chị. Bao nhiêu nét sang trọng, thần thái của Minh Hằng đều rất xứng đáng nhận lời tán dương của khán giả, nên tôi tiếp tục dành điểm cho phim của Trấn Thành, Nhà Bà Nữ thắng 2-0 trước Chị Em 2. Xem xong phim, ai cũng có cho mình một lời nhắn nhủ chân thành để biết yêu thương gia đình nhiều hơn, trân trọng những người thân yêu và đặc biệt là cho bản thân cơ hội để sống hạnh phúc. Trong khi đó, Chị Em 2 lại là một bộ phim thiếu đi thông điệp, ý nghĩa. Thưởng thức xong tác phẩm này, tôi không rõ ý đồ của nhà làm phim là gì, muốn khuyên nhủ, răn dạy hay nhắn gửi đến người xem điều gì qua việc kể về những chiếc động. Nên riêng khoản này, tôi nghĩ Nhà Bà Nữ xứng đáng chiến thắng 3-0 trước đối thủ. Được biết trở lại sau 3 năm, Chị Em 2 vẫn theo đuổi thể loại phim tâm lý với một tuýp cũ, tập trung vào sự đối đầu, những toan tính và ganh đua giữa hai người phụ nữ. Trong phần này, câu chuyện bắt nguồn từ lòng ngưỡng mộ đan xen sự đố kỵ mà Nhi, Ngọc Trinh hướng về Ba Trà, Minh Hằng. Xuất thân từ nghề mại dâm, bị khinh rẻ như những người dưới đáy xã hội đã khiến Nhi tìm mọi cách bày mưu tính kế để tiếp cận đệ nhất mỹ nhân Sài Thành, Ba Trà, nhằm đổi đời. Sự việc tiến triển như mong đợi, cô Ba nhận Nhi làm em gái nuôi, giúp cô gột rửa cái mác thấp hèn và tái sinh trong thân phận tiểu thư tư nhị. Cũng từ đó cả hai trở thành cặp chị em tình thâm, danh tiếng ngày một thăng hạng kéo theo tiền tài, danh vọng và cả những mưu kế khôn lường nhằm độc chiếm vị trí số 1 cho mình. Ngoài Ba Trà nổi danh cô Ba Sài Gòn nước tiếng gần xa thì nhân vật tư nhị lại ít ai nắm rõ. Hầu như thông tin về người phụ nữ này hiển thị khá mập mờ, chỉ được biết đến như một người em gái của cô Ba. Ấy vậy mà Chị Em 2 đã nhào nặn nên cả quá trình biến chuyển từ tâm lý đến ngoại hình cho Nhi, một gái điếm trở thành tiểu thư đài các nổi tiếng, không kém gì chị gái. Hành trình lột xác và nỗ lực thoát khỏi tầng lớp thấp hèn nhất, tiến đến đỉnh cao danh vọng, thu hút vương tôn, công tử vây quanh mỗi ngày, tạo thêm nhiều không gian cho màn đối đầu thêm phần kịch tính. So với những lời đồn đại và thông tin về bộ đôi mỹ nhân những năm 1930 này, thì nội dung trong Chị Em 2 đã pha trộn khá nhiều yếu tố hư cấu để câu chuyện có thêm điểm nhấn. Phim có thời lượng 1 tiếng 55 phút và phân chia rạch ròi mối quan hệ Ba Trà tư nhị làm 3 phần: gặp gỡ, gắn kết, gỡ nút. Điểm trừ trong kịch bản bắt đầu xuất hiện khi mạch phim diễn tiến không đều. Vậy nên dù giới thiệu nhân vật độc đáo, lôi cuốn nhưng vẫn đem tới cảm giác chuyện giải lê thê. Ngoài ra, phim có cách giải quyết gói ghém đơn giản đến nhạt nhòa so với những kế sách tinh vi để ra từ đầu gây xung đột, hụt hẫng. Ưu điểm của phim tập trung vào phần nghe, nhìn
khi tái hiện lại bối cảnh Sài Gòn những năm cũ Công Phu, chọn lọc kiến trúc Pháp kiểu cổ và dựng thêm nhiều bối cảnh đường xá, bày trí lộng lẫy. Không chỉ không gian, lối trang trí mang phong thái châu Âu mà để tô điểm cho danh xưng đệ nhất mỹ nhân thì nhân vật Ba Trà đã liên tục thay đổi trang phục trong phim. Những bộ váy đầm được mặc lên người phụ nữ này đều toát lên cốt cách thanh tao, quyến rũ. Tạo hình của Tư Nhị cũng không kém cạnh. Cô nàng có sự chuyển đổi trong thời trang khi lột bỏ lớp áo bà ba mỏng tang để thay vào đó nhiều bộ cánh ôm trọn đường nét cơ thể. Song song với con người và phố thị Sài Gòn hoa lệ, hào nhoáng thì cảnh vật khu ổ chuột, bọ rệp, bọ rệt. Nơi hoạt động mại dâm diễn ra tấp nập cũng được chọn lọc kỹ. Phần màu phim có độ tương phản giữa cuộc sống nhung lụa khi được nâng tầm mỹ nhân với những mảnh đời bất hạnh rơi vào con đường buôn hương bán phấn. Một bên rực rỡ nồng ấm còn bên kia đầy tối tăm u uất. Đặc biệt sự khốn cùng hiện lên rõ hơn trong những ngày trời mưa tầm tã. Bên cạnh đó, phần âm thanh của phim được ráp ăn khớp, đầy không khí và nhịp điệu câu chuyện lên cao. Ăn điểm nhiều nhất là phân đoạn chị em Ba Trà Tư Nhị ẩu đà với nhóm người gièm pha, buông lời xì và mình giữa phiên chợ náo nhiệt có hơi hướng nhạc kịch. Diễn xuất của Minh Hằng và Ngọc Trinh đã tạo không ít điểm nhấn nhờ vào sự hỗ trợ của ngôn từ được sử dụng trong phim. Việc tái hiện lại phong thái phụ nữ đương thời thật sự không dễ dàng vì không chỉ có khác biệt chất giọng vùng miền mà còn nhiều thay đổi so với từ điển hiện đại. Đơn cử việc dùng đàn ông thay cho đàn ông hay đệ nhất thế chỗ cho đệ nhất cùng ngữ điệu mà nhân vật thể hiện cũng ánh lên sự kỹ tính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thêm nữa, cả hai tương tác tốt, có nhiều cử chỉ và giọng điệu được căn chỉnh cho hợp với thời điểm sự kiện diễn ra. Hầu như các diễn viên đều phải tìm hiểu về văn hóa, cách giao lưu của người Sài Gòn thời đó, dựa trên nhiều nguồn thông tin. Một trong số đó đến từ nam diễn viên Lương Mạnh Hải. Anh dù không xuất hiện trong phim nhưng vẫn hỗ trợ từ xa bằng cách gửi tặng quyển sách Sài Gòn Tạp Pín Lù của tác giả Vương Hồng Xến cùng các tư liệu về Sài Gòn nửa đầu thế kỷ 20. Điểm tiếc nuối mà chị em hai để lại rơi vào chỗ, phim dựa trên một giai thoại nổi tiếng, được nhiều thế hệ biết tới nhưng lại có lối kể khá nhẹ nhàng, thiết kế câu chuyện dễ đoán. Các yếu tố ẩn dụ được cài cắm liên tục, nhiều ẩn ý mà chẳng thể tìm được điểm mũi nhọn. Có thể thấy rõ nhiều luận điểm đầy tiềm năng nhưng kéo đến đều đặn, chưa kịp nhấn nhá thì đã trôi tuột theo câu chuyện khi tiến dần về cuối phim. Nhìn chung, câu chuyện mà chị em hai mang lại vẫn chứa đựng sự thú vị, xen kẽ nhiều yếu tố gây hài một cách tự nhiên, duyên dáng. Phim có sự tiến bộ hơn trong việc chọn góc quay, gọt rũa câu chữ hợp thời mà vẫn giữ cho lời thoại không bị khô cứng so với phần trước. Dù còn khiếm khuyết nhưng đây vẫn là một bộ phim đáng xem, phù hợp với nhu cầu giải trí đơn thuần trong dịp Tết năm nay.